tê giác trắng Ceratotherium simum mang trên mình một hình thể đồ sộ và kỳ vĩ, nổi bật nhất trong các loài tê giác hiện đại. Chính sự khác biệt về cấu trúc cơ thể, chiếc sừng lớn và đôi môi đặc biệt đã làm cho loài động vật này trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự bền bỉ trong tự nhiên. Nhưng điều gì thực sự làm nên nét độc đáo trong hình thể của chúng? Với trọng lượng trung bình từ 1.800 đến 2.500 kg, có thể lên tới 3.600 kg với những cá thể lớn nhất, tê giác trắng là loài tê giác lớn nhất và cũng là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên đất liền. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt đến 4 m, trong khi chiều cao ở vai dao động từ 1.5 đến 2 m. Khối cơ bắp vạm vỡ và lớp da dày đến 5 cm giúp chúng trở nên mạnh mẽ và có khả năng chống chịu tuyệt vời trước các tác nhân bên ngoài. Một trong những điểm thu hút đặc biệt của tê giác trắng chính là cặp sừng của chúng. Sừng của tê giác trắng có thể phát triển dài hơn bất kỳ loài tê giác nào khác, với chiếc sừng dài nhất được ghi nhận có thể vượt qua 1,5 mét. Dù cứng rắn, sừng của chúng lại được cấu tạo từ chất keratin giống như tóc và móng của con người và liên tục mọc dài hơn trong suốt cuộc đời. Điều này không chỉ mang đến vẻ oai hùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong các hành vi xã hội và tự vệ. Khác với các loài tê giác khác, tê giác trắng sở hữu đôi môi vuông đặc biệt, hoàn toàn thích nghi với việc gặm cỏ sát mặt đất. Đôi môi vuông này là lý do chúng còn được gọi là tê giác môi vuông, square-lipped rhinos. Đây là một trong những đặc điểm độc đáo nhất của tê giác trắng, giúp chúng dễ dàng càn quét những thảm cỏ rộng lớn trên đồng bằng châu Phi. Khả năng ăn đến 60 kg cỏ mỗi ngày làm cho chúng trở thành những cỗ máy gặm cỏ thực thụ. Da của tê giác trắng không chỉ dày mà còn có cấu trúc nhăn nheo, tạo nên một vẻ ngoài hầm hố. Lớp da này bảo vệ chúng khỏi các vết cắn của côn trùng và các tác động nhỏ từ môi trường. Những nếp nhăn trên da cũng giữ lại nước và bùn, giúp chúng làm mát cơ thể và tạo lớp bảo vệ tự nhiên khỏi tia UV. Dù to lớn, tê giác trắng có khả năng di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên, lên đến 50 km/h trong những khoảnh khắc cần thiết. Đôi chân mạnh mẽ và khung xương chắc khỏe giúp chúng có thể xoay người và tăng tốc nhanh, khiến cho ngay cả những kẻ săn mồi cũng phải e dè. Với sự hùng vĩ trong vóc dáng, từ đôi sừng sắc sảo cho đến cơ thể vạm vỡ, tê giác trắng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu. Sừng của tê giác trắng là một trong những đặc điểm độc đáo và nổi bật nhất, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa sâu sắc. Được cấu tạo từ keratin, chất hữu cơ tương tự như tóc và móng tay của con người, sừng của tê giác trắng có thể dài tới 1 m, với hình dáng to lớn và mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của loài động vật này. Điều đặc biệt là mỗi chiếc sừng không chỉ là vũ khí tự vệ trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ hay quyền kiểm soát, mà còn là biểu tượng của danh tính và địa vị trong thế giới tự nhiên. Sừng của tê giác trắng không chỉ có giá trị sinh tồn mà còn là một đối tượng bị săn lùng giáo giết do những hiểu lầm về công dụng trong y học cổ truyền. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng tê giác trong tự nhiên, khiến cho sừng của chúng trở thành biểu tượng cho sự đấu tranh bảo tồn. Hình dáng và kích thước ấn tượng của sừng tê giác trắng cùng với sự hiện hữu đầy quyền uy đã biến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đa dạng và sinh động của cuộc sống hoang dã. Sừng không chỉ là một bộ phận cơ thể, nó là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và nỗi đau mà loài tê giác trắng phải chịu đựng trong cuộc chiến sinh tồn chống lại sự tuyệt chủng. Đặc điểm độc đáo về giới tính, giao phối, sinh sản và nuôi con của tê giác trắng. Tê giác trắng có nhiều đặc điểm độc đáo liên quan đến giới tính, giao phối, sinh sản và cách nuôi con, tạo nên sự khác biệt so với các loài động vật khác. Giới tính. Tê giác trắng có sự khác biệt rõ rệt giữa giới tính đực và cái. Tê giác đực thường lớn hơn, nặng hơn và có sừng to hơn so với tê giác cái. Chúng thường mang tính cách lãnh thổ mạnh mẽ và có xu hướng bảo vệ vùng đất của mình trước những kẻ xâm phạm khác. Ngược lại, tê giác cái thường có tính cách dịu dàng hơn, chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con non. Giao phối. Giao phối của tê giác trắng diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, tê giác cái chỉ giao phối khi đang trong thời kỳ động dục. Tê giác cái phát ra các tín hiệu mùi hương để thu hút tê giác đực. Trong quá trình giao phối, tê giác đực sẽ thể hiện sự cạnh tranh bằng cách thể hiện sức mạnh và hành vi tấn công để thu hút tê giác cái. Điều này có thể dẫn đến những cuộc chiến giữa các tê giác đực để giành quyền giao phối. Sinh sản. Thời gian mang thai của tê giác trắng rất dài, kéo dài từ 15 đến 16 tháng. Điều này là một trong những đặc điểm độc đáo nhất của chúng, khiến cho việc sinh sản trở nên khó khăn và hiếm hoi. Một khi tê giác cái sinh con, chúng thường chỉ sinh một con mỗi lần, mặc dù đôi khi có thể sinh đôi, nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Nuôi con.
Tê giác trắng là những người mẹ tận tụy. Sau khi sinh, tê giác mẹ sẽ chăm sóc con non rất kỹ lưỡng, cho con bú và bảo vệ khỏi các mối đe dọa. Con non có thể đi lại ngay sau khi sinh, nhưng chúng vẫn sẽ ở gần mẹ trong khoảng thời gian dài, thường từ 2 đến 4 năm, trước khi trở thành độc lập. Trong suốt thời gian này, tê giác mẹ dạy cho con cách tìm kiếm thức ăn, nhận biết kẻ thù và những hành vi sống trong bầy đàn. Sự kết hợp giữa những đặc điểm độc đáo về giới tính, giao phối, sinh sản và nuôi con của tê giác trắng không chỉ giúp loài này duy trì nòi giống mà còn góp phần vào sự ổn định của hệ sinh thái nơi chúng sinh sống. Đặc điểm độc đáo về nơi cư trú và cách tự vệ của tê giác trắng. Tê giác trắng có những đặc điểm độc đáo về nơi cư trú và cách tự vệ, tạo nên sự khác biệt so với các loài tê giác khác. Nơi cư trú, tê giác trắng thường sống chủ yếu ở các vùng thảo nguyên, đồng cỏ mở và savanna, nơi có nguồn thức ăn phong phú từ cỏ. Chúng thích những khu vực rộng rãi, nơi có ít cây cối, giúp dễ dàng di chuyển và tìm kiếm thức ăn. Trong khi tê giác đen thường sống ở các khu rừng hoặc vùng rừng cây rậm rạp, tê giác trắng thích những không gian thoáng đãng hơn. Điều này cho phép chúng có tầm nhìn xa để phát hiện kẻ thù, đồng thời dễ dàng phát hiện được mối đe dọa từ xa. Về mặt tự vệ, tê giác trắng không phải là những động vật nhanh nhẹn, nhưng chúng rất mạnh mẽ và có thể tỏ ra hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa. Một trong những đặc điểm độc đáo trong cách tự vệ của chúng là sự gắn kết xã hội mạnh mẽ. Tê giác trắng thường sống thành bầy đàn từ 1 đến 7 con. Điều này giúp chúng có thể hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ lãnh thổ và con non khỏi những kẻ săn mồi như sư tử hoặc báo. Ngoài ra, tê giác trắng còn sử dụng kích thước lớn và sức mạnh của mình như một cách tự vệ. Chúng có thể tấn công kẻ thù bằng cách sử dụng sừng sắc nhọn và cơ thể to lớn, tạo ra một rào cản vật lý đáng sợ. So với các loài tê giác khác, tê giác trắng có sừng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, giúp chúng có khả năng tự vệ hiệu quả hơn. Tóm lại, nơi cư trú rộng rãi và cách tự vệ xã hội của tê giác trắng là những yếu tố quan trọng giúp chúng tồn tại và thích nghi trong môi trường sống của mình. Sự kết hợp giữa môi trường sống và phương pháp tự vệ đã tạo nên một loài động vật đặc biệt trong hệ sinh thái.